phụ nữ mỗi tháng thì bị một lần, và em cũng vậy, mỗi tuần kiểu gì em cũng phải đi câu một buổi, và đến hẹn lại lên, hôm nay em lại bê đít đi câu đây bà con ạ. Mùa đông tới rồi, nên đi câu em cũng phải mặc ấm một tẹo, chứ không về cái vòi nó thụt, lôi ra vừa khó, vừa đau lại mất thời gian lắm các bác ạ. Để em đánh thuyền đi loanh quanh, xem chỗ nào nhiều cá, thì buông cần câu cho nó sướng. Đây rồi, điểm đẹp, chỗ này toàn cứt cá mới ỉa, chắc lắm cá to đây. Hôm nay đi câu là em chuẩn bị kỹ lắm, mang cả con bồ đi để chơi nữa, nên phải được cá em mí về. Cắn rồi này, nhạy quá, lên nào, một em. Tiếp tục nào, lại cắn rồi, lên thôi, hai em rồi, ham quá. Làm phát nữa nào, lại cắn rồi này, khiếp thật, úi thôi, xịt mất rồi, để em qua bên kia câu xem sao. Làm giam 30 con nữa, rồi về cho nó sớm bà con ạ. Đây rồi, thử phát chỗ này xem sao. Ê vịt, uống rượu không, lên đây, về nhà tao nhé. Ok rồi, hôm nay may thế, được toàn cá to thôi, ngon lắm, về nhà tao, anh em mình uống rượu nhé. Em ơi, chó ơi, anh đây rồi, có cá rồi, ta về thôi em.